Chiều qua, Tri Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản Thủy Sản tỉnh Bình Dương phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Bình Dương đã bất ngờ đột kích một cơ sở sản xuất trà, bắt quả tang và thu giữ nhiều loại hóa chất chưa rõ nguồn gốc dùng để tẩm ướp trà. Bất ngờ kiểm tra công ty A Đại Thành, cơ quan chức năng phát hiện hơn 800 kg trà thành phẩm đã qua phun xịt hóa chất hương liệu không rõ nguồn gốc cùng với trên 2,5 tấn nguyên liệu chưa qua xử lý. Lực lượng chức năng cũng phát hiện rất nhiều can nhựa chứa hóa chất bao gồm dạng lỏng và loại bột đang được dùng để tẩm ướp. Bước đầu xác định đây là những hóa chất tạo mùi thơm cho trà. Cơ quan chức năng thu giữ lên đến 21kg hóa chất chưa sử dụng và 230kg bao bì nhãn mát. Theo lời khai ban đầu, trà sau khi sấy được phun thêm các loại hóa chất phụ gia hương liệu cho có mùi thơm rồi sẽ đóng gói, cung cấp cho các cửa hàng trên địa bàn của tỉnh Bình Dương. Theo biên bản kiểm tra, doanh nghiệp không có giấy phép sản xuất trà tại trụ sở kinh doanh, sản xuất tại Bình Dương nhưng địa chỉ trên bao bì lại ghi là sản xuất tại Thành phố Hồ Chí Minh và Lâm Đồng. Doanh nghiệp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, nguyên liệu và các chất phụ gia đều không có hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ.